Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 7 tại tháng 2 năm 2022 nha anh em, cũng là nhằm ngày mùng 7 Tết ha. Em có lên lô khai trương nha anh em, gồm có 5 phô mai thứ quý và 3 phô mai vàng nha anh em. Đặc biệt hôm nay có cây siêu phẩm ha, cây mai vàng mã số 1 nha anh em. Quay cành đẹp ha, như cái hồ lô nha anh em, quải nha. Quay cành nó bằng cái thân luôn nha anh em, cây này quá đẹp. Số 1 là mai vàng nha anh em. Số 2 là phô mai tứ quý để lưu. Đó. Số 3 tứ quý dán bài nha anh em. Số 4 là tứ quý dán bài ha. Rồi 5 6 là hai phô mai tứ quý giá sinh viên nha anh em. Đặc biệt hôm nay có cây số 7 cây mai vàng hoành 60 mấy 70 nha anh em. Giá sinh viên cho anh em nhà vườn mới đi chợ bán được mấy cây bự sắc bự, mình nhập cái này vô mình ghép cho đầy cái lỗ lên nha anh em. Đó, 60 mấy 70 hoành ha. Số 8 là mai vàng sát lớn với giá sinh viên. Hôm nay lô khai trường báo giá mềm cho anh em chơi ha. Đã. Bị hôm nay mã số 1 quá đẹp nha nè. Rồi em ơi, nhắc lại số điện thoại đi em. Số điện thoại là 0939860078 nha cô chú anh chị. Hôm nay là lô đầu tiên khai trường ha, mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Rồi. Là cái số 1 em, cái số 1 cái mai vàng siêu phẩm nha nè, quả đẹp ha. Cây này bao bông với anh em là 579 cánh khích ha, dảo vườn nha nè. Quá đẹp. Cây này bông bao anh em 1 đền 1 ha, 5, 7, 9, 10 cánh cũng có nha nè. Nhưng mà bao anh em là cánh khích ha, bông đẹp nha anh em, nói chung là bông đẹp anh em chơi ghim hoặc chơi ghép gì cũng được ha. Cái thằng này anh em ơi, thằng này giống như cái hồ lô nha anh em. Chuyên cành thì như sắp, cây này anh em cắt tới cây anh em cắt treo cây bonsai cây lùng đẹp lắm nha anh em. Bán thì anh em chừa form 2 form nha anh em ha. Rồi thằng nó vắng hay như cái hồ lô không đủ tiền nè nè, anh em coi xét lại cái đường thân nè. Chuyên cành này muốn bằng những cái đọt cái thân luôn nha anh em. Quá đẹp ha. Để 24 giờ. Rồi cho anh em thông số luôn em ơi. Rồi đo ngay vị trí cái hồ lô nè quý, cái chiều cao. Rồi. Chiều cao là 79 nha cô chú. Chiều cao là 79. Đây ha. À, cái hồ lô. Vị trí này là 39 nha. Rồi vị trí đó 39 nha anh em. Dưới khỏi đi, tại dưới nó ngay đế rồi. Đường kính bầu là 50 ha. Đâu đây giờ mình cái chân cành này coi. Rồi. Tay cành này là 15 ha. Chân cành 15, 15 20 không nha anh em. Dốc đọt nó có 7 nha cô chú. Dốc đọt 7 ha. Rồi cái mã số 1 thì giá sao em ơi? Cái mã số 1 này em giao lưu với giá là 10 triệu 800 ngàn cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 1 giống nó là 10 triệu 8. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tổ quốc nha anh em. Rồi gõ. Rồi, tiếp theo mã số 2 nha anh em. Mã số 2 phô mai tứ quý 4 mùa ba nở ha. Để trong lưu nha anh em. Để lưu vậy ha. Quá đẹp. Đế này nè, nó đặt kẹo cho ha. Tứ quý nha cô chú. Rồi, cho thông số luôn em ơi, mã số 2 phô mai tứ quý 4 mùa ba nở. Chiều cao là 45 ha. Chiều cao là 45. Quả năng đo chín này là 26 ha. Quả neo là 26. Đế đặt là 66 ha cô chú. Đế đặt 66 nha anh em.
Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu là 50. Này đế sổ cao 35. Đế sổ cao 3 tắc 5 nha anh em. Rồi. Cái mã số 2 phô mai tứ quý 4 mùa 3 nở để đặt là giá sao em ơi. Cái mã số 2 em giao lưu giá là 4,5 triệu của chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 2 giá 4,5 triệu nha anh em. Bao ship anh em mọi miền tốt quá ha. Rồi rõ. Rồi, tiếp theo mã số 3 nha anh em. Mã số 3 phô mai tứ quý 4 mùa 3 nở ha. Giá này giá nó bay luôn nha anh em. Giá mềm cho anh em ghép vui chơi trải nghiệm ha. Cho anh em nhập vô ghép đầu năm phong thủy luôn ha. Mã số 3 là phô mai tứ quý 4 mùa và nở. Rồi cho thông số luôn mày. Mã số 3. Quanh năng đôi chiếc này là 30 nha cô chú. Quanh eo là 30. Chiều cao là 60. Chiều cao là 60. Đường kính bầu 55. Đường kính bầu 55. Rồi cái mã số 3 này giá sao mày? Cái mã số 3 này giao lưu giá là 3,3 triệu cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 3 với 3,3 triệu luôn nha anh em. Tài luôn ha. Hỏi cho anh em ship mọi miền tốt quá. Rồi tiếp theo mã số 4 nha anh em. Mã số 4 là phô mai tứ quý 4 mùa vào nợ ha. Cũng dán bài luôn nha anh em. Cây này có nhịp địa đỉnh là đủ ha. Rồi quẩy đi em. Ta chơi 3,4 luôn, cặp luôn ha. Bên nào 3 cũng được nè. Quá đẹp. Rồi cho thông số luôn mày, mã số 4 nha Nam. Quanh eo là 30. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu là 50. Chiều cao là 75. Chiều cao là 75. Rồi cái mã số 4 này giá sao em ơi? Cái mã số 4 này mai tới quét cho đủ giá là 3,9 triệu của chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 4 với 3,9 triệu nha anh em, bao ship anh em mọi miền tốt quá ha. Rồi rõ. Rồi, tiếp theo mã số 5 nha anh em. Mã số 5 cũng là phô mai tứ quý ha. Cái này lùng lực nha anh em. Đọt giọt luôn ha. Giá mềm như nè. Rồi cho thông số luôn mày. Chiều cao 52. Quần ăn là 35 ha. Quần eo là 35. Em đo vị trí này là 45 ha. Đo vị trí là 45 nha nè. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Rồi cái mã số 5 này giá sao mời. Cái mã số 5 mai tới quý em giao lưu giá 2,8 triệu của chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 5 giá 2,8 triệu nha nè. Bao ship này mọi miền tốt quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 6 nha em. Mã số 6 phô mai tứ quý ha. Đế sổ nha nè. Sổ cao nha. Trong đây lót đế bằng bằng cũng được cô chú. Nên anh ghép bo hai bo là chơi quá gực gỡ nha nè. Bộ đế này đủ tiền rồi ha. Rồi cho thông số luôn mày, mã số 6. Cái này ai về móc 4 chân được không cô chú, 4 chân đều luôn á. Ok à. Bỏ mấy chân nhỏ móc 4 chân được không á. Rồi. Chiều cao nó là 42 ha. Chiều cao là 42.
Bình ăn này là 20. Bình em là 20. Bình thú này của nó là 27 nha. Bình thú là 27. Đế số cao 35. Đế số cao 35. Rồi cây mã số 6 này giá sao em ơi? Cây mã số 6 này em giao lưu với giá là 1 triệu 8 luôn chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 6 với 1 triệu 8 nha nè. Bao ship bên em mọi miền Tổ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 7 nha nè. Mã số 7 là cây mai vàng carbon size lục lực ha. Sát lớn nha nè. Bình sát mấy 70 ha. Dáng là lai thú nha nè. Giá mềm cho anh em nhà vừa ghép ha. Ngoài bự cây lắm nha nè. Sát lớn lắm nha nè. Để 24 giờ ha. Nó có con đế làm cái đuôi cho anh em chơi như thú thú vậy ha. Thú nó nằm nằm nha nè. Em lấy hai vàng tay em ốp cái cây cái quỳ. Cây ngoài bự lắm nha nè. Rồi cho thông số luôn mày. Mã số 7. Chiều cao là 60 ha. Chiều cao là 60. Rồi. Quanh ngang em đo cái vị trí này là 58 ha. Quanh eo 58 luôn nha anh em, mình chuẩn là 58 ha. Rồi. Xét đầu đế này em đo là 70 ha cô chú. Cũng như cây này 70 vậy nè, lên chậu như 70 hoành vậy ha. Đường kính bầu là 80 cô chú ơi. Đường kính bầu là 80. Rồi cây mã số 7 này giá sao ơi? Cây mã số 7 này cho mai vàng em giao lưu với giá là 15 triệu 500 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 7 giá em nói là 15 gữ. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc nha nè. Cây ngoài bự 4 người khiên nữa cô chú. Cây ngoài 4 người khiên nha nè. Rồi xin nhắc lại với anh em cây mã số 7 giá em nói là 15 triệu gửi nha nè. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc. Rồi tiếp theo mã số 8 là cái mai vàng sắc lớn giá mềm nha nè. Cây này cũng nó là lại thú nha nè. Nó nằm cứ nó tràn công đế ra như cái mình thú nha nè. Nói chung cây bên em là cây nguyên viên xem nha nè. Quá đẹp ha. Rồi cho anh em thông số luôn mà. Mã số 8. Chiều cao là 56 ha. Chiều cao 56. Em đo hai vị trí đi ha. Vị trí này là 40 ha. Vị trí này là 40. Rồi. Đo cái vị trí này là 55 ha. Vị trí này 55 nha nè. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu là 60. Rồi cái mã số 9, cái mã số 8, cái mai vàng sát lớn giá sao em ơi? Cái mã số 8 này giao lưu với giá là 3 triệu 8 của chú anh chị ơi. Rồi cái mã số 8 với 3 triệu 8 nha nè. Bao ship anh em mọi miền Tổ quốc luôn ha nè. Rồi cái mã số 8 là cái cuối cùng của clip ngày hôm nay. Anh em nào hết cái nào liên hệ trực tiếp với Quyền là số 0939860078 nha nè. Anh em nào yêu quý hiệp chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có lực lượng sẵn cây đi hình phục vụ cho anh em. Thằng ái chào anh em, hẹn anh em video sau mới nhất sớm nhất.